Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc hai vợ chồng cùng bốc được biển số đẹp bất thường ngày 31 tháng 3, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận Bộ Công an đã cử các cục nghiệp vụ vào cuộc điều tra xác minh vụ việc. Trước vụ việc có dấu hiệu bất thường, Công an tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an huyện Cẩm Mỹ trực tiếp đến trụ sở Công an xã Sông Nhạn để xác minh thông tin. Một số máy móc, thiết bị phục vụ việc bấm biển số tại đây cũng bị niêm phong để phục vụ điều tra. Trong khi Công an đang xác minh vụ hai vợ chồng bốc được 4 biển số xe đẹp bất thường, thì tại trụ sở Công an xã Sông Nhạn bất ngờ xuất hiện một xe máy biển số 60B6-88888. Đặc biệt, số xe này trùng với một trong 4 biển số xe đẹp bất thường mà hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn đã bốc được trước đó.